Các bạn đang nghe truyện vi phụ chỉ muốn lặng lặng nhìn ngươi trường sinh trên kênh TV Audio CV. Chương 1226, Thần Thông Mộng Điệp, gặp lại Hi Hi, 1. Càng Nguyên Thần Tông Kim Quang Phong Toàn bộ Đại Bình Đài, theo nhiệt lãng của Ngục Liên Chi Hỏa rút đi, băng lãnh lại trở về, hàng khí như triều, cuồn cuộn bao phủ. Bông tuyết từ trên trời rơi xuống, không ngừng rơi lã tả nhân gian. Toàn bộ Đại Bình Đài, Bầu không khí lại vô cùng nóng bỏng, cho dù là hàng triều cuồng cuộn kéo đến, cũng không thể dập tắt được sự cuồng nhiệt này. Lời nói của tông chủ đại thần Lữ Thái Bạch, như tiếng chuông lớn vang vọng khắp toàn bộ thần tông. Các đệ tử trong tông vốn bị dị trạng trên kim quan phong hấp dẫn, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc không gì sánh được, sau đó là kinh hỉ và cảm khái. 6 tuổi, đột phá thần tướng, hơn nữa, thần tướng mà nàng ngưng tụ được còn là thần tướng Tam Thanh, thần tính pháp vị càng cao. Độ khó càng lớn, nhu cầu tích lũy thần tính, yêu cầu về thiên phú đều sẽ đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Vì sao thần tướng Tam Thanh, Tứ Ngự, cơ bản đều cần các trưởng lão đích thân truyền thụ, chính là vì một số đệ tử nếu thiên phú không đủ, cưỡng ép tu luyện loại pháp môn này, chỉ có thể chôn vùi con đường tu hành trong tương lai, không thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Không thể tận dụng và phát triển thiên phú của bản thân đến mức tận cùng. Thần tính pháp bậc Tam Thanh Tứ Ngự đó đều là chuẩn bị cho thần đồng vạn xích tử khí thông thiên tử khí không có kim cương đừng có mà đòi làm đồ sứ nếu như đều vì thần tính pháp vị quá cao liền đem thời gian quý báu để xây dựng nền tảng tiêu hao ở trên pháp môn khó nắm bắt này lãng phí cả đời tự chặt đứt tương lai đó tuyệt đối là tông môn không cho phép tông môn tốn tài nguyên bồi dưỡng ngươi cũng không phải để cho ngươi cứng đầu lãng phí ở trên một thần tính pháp không thể tu luyện thành công vô số đệ tử cảm khái vạn phần chỉ cảm thấy được khoảng cách giữa bọn họ. Cho dù là si cùng thân hình cường tráng, tóc tím bay phấp phới, đứng đầu trên bảng chân truyền, cũng không nhận được lộ ra một tia kinh thán. Cho dù là thiên phú của hắn, lúc 6 tuổi, muốn đột phá thần tướng, cũng còn có chút khoảng cách. Mà trong nội môn chân truyền, người từng tiếp dẫn và che chở đám người kim quan phủ tiến vào càng nguyên đạo thành, đứng thứ 8 trên bảng chân truyền, Ngụy Hà. Trong ánh mắt của hắn lúc này, chỉ có vô tận phức tạp hắn có chút ngơ ngác việc ký hà sơn chết khiến cho người làm đệ tử như hắn trong thời gian ngắn mất đi chỗ dựa nghĩ đến tiểu cô nương non nớt ngày đó lần đầu tiên tiến vào càng nguyên đạo thành hắn còn đại biểu ký hà sơn muốn để hi hi trở thành sư muội của hắn bây giờ nghĩ lại bản thân thực sự có chút ngu ngốc rốt cuộc là đang làm chuyện ngu xuẩn gì đây chúc mừng chúc mừng thiếu tông chủ ngụy hà đứng ở trong tuyết lớn nắm chặt tay hô lớn tiếng hoang hô như núi gào biển thét, vang vọng từ khắp nơi trong càng nguyên thần tông. Nên chúc mừng, chúc mừng thiếu tông chủ, tiếng hoang hô, tựa như sấm sét, nổ tung đầy trời tuyết bay. Toàn bộ tông môn đều chìm vào trong sôi trào. Trên đại bình đài, hi hi chớp chớp mắt, nghe thấy mọi người hoang hô mình, nàng lập tức vui vẻ chống nạnh, ưỡng bụng nhỏ lên. Tiếng hoang hô như núi gào biển thét, khiến khuôn mặt nhỏ của Hi Hi đỏ bừng vì hưng phấn. Đây chính là khí thế của Hi Hi Đại Đế, Hi Hi rất thích tông môn, nơi này từng người từng người nói chuyện thật dễ nghe, Lữ Thái Bạch xoa đầu Hi Hi. Vài ngày này ở trên Kim Quang Phong Bế quan tranh thủ hoàn thành thần tính phản hồi mà thần tướng dẫn dắt, tăng cường và tẩy lễ đối với thân thể. Thêm một thời gian nữa sẽ phải đến thần đô rồi, nếu ngươi có thể trước khi, bàn đào thịnh hội, đột phá đến cảnh giới đại tông sư, mới có chút cơ hội ở bàn đào thịnh hội, dù sao, đối thủ của ngươi ở nhụ long thịnh hội, chưa hẳn sẽ là 6 tuổi, tu vi của bọn họ cũng sẽ không phải là thần tướng. Lữ Thái Bạch mỉm cười nói. Hi Hi nghe vậy, lập tức có cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Hả? Hi Hi vẫn không thể nghỉ ngơi sao, Hi Hi có cảm giác như bị rút hết sức lực. Lữ Thái Bạch nhìn Hi Hi, mỉm cười ôn hòa. Hi Hi à, không phải ngươi đang la hét muốn ở bàn đào thịnh hội, kiếm một quả bàn đào cho mẫu thân ngươi kéo dài tuổi thọ, Ngươi cũng không muốn quả bàn đào kéo dài tuổi thọ cho mẫu thân ngươi rơi vào tay thần đồng khác chứ?" Lữ Thái Bạch lại bắt đầu nói ra lời kích thích chuyên nghiệp của hắn. Hi Hi có cảm giác như bị sét đánh lần nữa, không được không được, Hi Hi nhất định phải cố gắng kiếm bàn đào cho mẫu thân. Hi Hi lập tức trở nên phấn chấn. Hi Hi mặc dù có chút muốn lao vào trong ngực của mẫu thân, làm nũng với mẫu thân một chút. Nhưng, cũng hiểu được hiện tại hoàn thành thần tính tẩy lễ đối với thân thể vẫn rất quan trọng dù sao hi hi tuổi còn quá nhỏ thân thể mặc dù đã phát triển rất nhanh vũ đạo tăng lên cũng không chậm nhưng chung quy vẫn bị yếu tố phát triển hạn chế muốn đột phá đại tông sư vẫn còn kém một chút có lẽ lần này mượn lực lượng của thần tướng nàng sẽ có cơ hội phá cảnh hi hi cũng hiểu được bàn đào thịnh hội là đại hội lớn nhất của triều đình đại cảnh thần đồng tham gia quá nhiều quá nhiều một số gia tộc có cường giả sắp hết tuổi thọ cũng cần bàn đào để kéo dài mạng sống sẽ phái ra tộc nhân đi tranh đi cướp nhụ long thịnh hội, kỳ thực có khả năng là cạnh tranh kịch liệt nhất. Dù sao, tuổi nhỏ, chênh lệch tu vi của mọi người sẽ không quá lớn, cho dù có chênh lệch cũng có thể bù đắp. Hi Hi nghĩ đến quả bàn đào mình muốn tặng mẫu thân bị thần đồng khác cướp mất, lập tức tức giận đến run rẩy. Tuyệt đối không cho phép, Hi Hi phấn chấn. Lữ Thái Bạch lại cười lên, tiếp nhận Phương Hàng Thư bắt đầu khống chế cục diện. Giám chính Hồng Thạch Phật vung tay áo, chấp tay thi lễ, chúc mừng Thái Bạch Tông chủ đắc ý truyền thừa, trở thành thần tướng 6 tuổi, lĩnh nam đạo ngàn năm chưa từng có, ở trong thần đô, những thần đồng thiên tài nhận được tài nguyên của thế gia vạn cổ nghiêng về, đích thật là có một số ít có thể làm được 6 tuổi ngưng tụ thần tướng. Nhưng Hi Hi không giống, Hi Hi xuất thân không cao quý, không phải là thế gia vạn cổ gì, thậm chí ngay cả thế gia cũng không phải, chỉ là một gia đình chân đất. Cho dù là hồng thạch Phật loại tuyệt đỉnh đại thần này, cũng vì thế mà cảm khái và kinh ngạc lữ thái bạch liếc nhìn hồng thạch phật một cái nghe thấy hồng thạch phật vừa rồi bói cho hi hi một quẻ là điềm đại hung trong lòng không khỏi hơi trầm xuống thuật bói toán của khâm thiên giám quả nhiên vẫn lợi hại còn thật bị hồng thạch phật tính ra được mặc dù người bên ngoài đều không biết trong một liên tiểu động thiên đã xảy ra chuyện gì nhưng lữ thái bạch quá rõ ràng hi hi đích thật là đã gặp phải một trường hợp đại hung thậm chí người cứu được hi hi cũng không phải là hắn lữ thái bạch mà là Lý Triệt một người phụ thân nguyện ý vì nữ nhi trả giá sinh mệnh, thành công cứu vãn. Ngay khi Hồng Thạch Phật còn đang dự định nói gì đó với Lữ Thái Bạch, muốn mạo muội hỏi một chút, trong không gian bị ngục liên chi hỏa bao phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Hồng Thạch Phật hơi thay đổi. Không chỉ là Hồng Thạch Phật, gần như tất cả các cường giả đỉnh cấp có mặt, sắc mặt đều đại biến. Chỉ thấy, ở trên một ngọn núi của Càng Nguyên Thần Tông, đột nhiên có Phật quan mênh mông bắn lên trời, sau đó chiếu rọi ra bảy viên xá lợi bảo châu trên bảo châu phật quan lưu chuyển không có chút ấm áp nào chỉ có vô tận lạnh lẽo năm viên xá lợi bảo châu hóa thành bảy pho tượng phật đà với các tư thế khác nhau thân hình của phật đà cực kỳ to lớn lấp đầy bầu trời của càng nguyên thần tông nhìn xuống thần tông đây là trong mắt của hồng thạch phật không khỏi lộ ra vẻ khác thường thất bảo xá lợi như ý thiên vương tháp kia hồng thạch phật không nghĩ tới đang yên đang lành cái miếu quỷ dị này bị càng nguyên thần tông trấn áp đã nhiều năm sao lại đột nhiên phát sinh dị động phương hàng thư phong chi kỳ còn có nhạc hoàng long đã sớm chạy xa trở về phủ đạo chủ sắc mặt cũng hơi thay đổi ánh mắt của lữ thái bạch vẫn bình tĩnh giống như đã sớm dự liệu được phương hàng thư nhíu mày nhìn thấy thần thái của lữ thái bạch lập tức hiểu được lần này hi hi đột phá thần tướng dẫn phát ngục liên chi lực sợ là có liên quan đến thất bảo xá lợi như ý thiên vương tháp dù sao phân tông của càng nguyên thần tông ở Kim Quang Phủ, cũng có một tòa miếu thần bảo tháp như vậy, Phật môn lửa thái bạch nâng tay lên, kiếm quang lấp lánh dữ dội, ánh bạc rực rỡ. Tuy nhiên, hắn còn chưa ra tay. Ở chỗ sơn môn của càng nguyên thần tông, tấm biển, càng khôn, kia, liền ầm ầm chấn động. Toàn bộ tấm biển phá không bay lên, có ánh sáng trắng rực rỡ cực kỳ khuếch tán ra. Trong chớp mắt, bảy pho tượng Phật đà đều nổ tung, hóa thành Phật quang rực rỡ, rơi đầy mặt đất. Tổ sư gia là càng không đạo vận, đạo vận lực lượng của càng nguyên thần tông, rất nhiều cường giả thần sắc khác nhau. Giám chính hồng thạch Phật, càng là trong ánh mắt lóe lên không ngừng, suýt chút nữa không nhịn được nâng tay lên bắt đầu bấm đốt ngón tay suy tính. Muốn suy tính một chút vị tổ sư gia của càng nguyên thần tông này có thật sự ngã xuống ở trong quỷ khuyết thâm sứ hay không? Tuy nhiên, ánh mắt sắc bén của Lữ Thái Bạch, giống như muốn bắn ra kiếm quan sắc bén, khiến hồng thạch phật xấu hổ buông ngón tay đang suy tính xuống chuyển thành gãi đầu tuy nhiên hồng thạch phật ngẩng đầu nhìn tấm biển càng khôn đang lơ lửng kia từ từ thở ra một hơi một vị tổ sư gia khai thần tông thật sự chết rồi sao bông tuyết từ trên trời rơi xuống còn chưa dính vào đã trực tiếp bị bốc hơi tiêu tan thành vô hình giống như có quần sáng bảy màu như ánh sáng thủy tinh dưới ánh mặt trời không ngừng lóe lên xung quanh lý triệt đang ngồi xếp bằng trong viện trước mắt kim quang lưu động, hóa thành chữ nhắc nhở mộng ảo biến ảo. Đạo quả, mộng thiên sư, level, 3, 0%, đạo quả level, 3, lại thoát, được thần thông sơ hình, mộng thiên sượng điệp, lý triệt hít vào thở ra, cực kỳ bình thản Hắn không trực tiếp quay trở lại kim quang phong, bởi vì hắn biết, ngục liên tiểu động thiên vỡ ra, khi hy quay trở lại kim quang phong, cơ bản sẽ không có nguy cơ gì. Chưa nói đến lữ thái bạch, chỉ riêng phương hàng thư vị đại trưởng lão này, kỳ thực cũng có thực lực khiến Lý Triệt nhìn không thấu. Vì vậy, Lý Triệt mới an tâm trở lại tiểu viện xưởng độc lập. Chủ yếu vẫn là bởi vì lần này ở trong một liên tiểu động thiên, thu hoạch mà Lý Triệt nhận được quả thực không nhỏ. Hơn nữa, đạo quả, mộng thiên sư, đang hấp thụ giấc mơ khảo nghiệm mà tam thái tự thiết lập cho hắn, giống như đang hấp thụ lực lượng của giấc mơ, mà độ thành thục của đạo quả theo lực lượng giấc mơ bị hấp thụ, bắt đầu dần dần tăng vọt. Vậy mà trực tiếp tăng lên đến cấp bậc level 3, phải biết rằng, đạo quả cấp bậc level 3 sẽ xảy ra một lần thoát biến, sinh ra một thần thông sơ hình, đối với một đạo quả mới nhất nhận được này. Lý Triệt đang nghe chuyện trên TV Audio CV khá là ngạc nhiên, không nghĩ tới tốc độ tăng lên vậy mà lại nhanh như vậy. Đây có thể nói là trong rất nhiều đạo quả mà Lý Triệt nhận được cho tới nay, là một cái tăng lên thoát biến nhanh nhất, tuy nhiên, là bởi vì ngoại vật tăng lên, Lý Triệt cũng không ngoài ý muốn thần thông sơ hình mộng thiên sượng điệp, mộng điệp, lý triệt hơi sửng sốt, nhìn nhắc nhở kia, trong mắt không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc. Sau khi trải qua sự việc miếu thần thiên vương tháp tính kế tam thái tử, suýt chút nữa bức hại đến hi hi. Lý triệt đối với những thứ mà hi hi nhận được trong thần điện kim sắc, đều có chút mẫn cảm. Ví dụ như con bướm. Hi hi ở trong thần điện kim sắc, quả thực là đã nhận được một con bướm, trước đó nhờ nam ly hỏa và những người khác giám định, nói là một loại thần thú linh tính nhưng hiện tại xem ra con bướm này có lẽ khả năng là bố cục của miếu thần thiên vương tháp nhưng khả năng này hình như không quá lớn lý triệt hơi nheo mắt lại trong lòng không khỏi dao động chẳng lẽ con bướm này có liên quan đến mộng điệp tuy nhiên rất nhanh lý triệt liền thoải mái con bướm kia có thể có quan hệ gì với thần thông sơ hình do đạo quả của mình sinh ra chẳng lẽ lại chính mình từ tương lai đi đến ném một con bướm ở bên cạnh hi hi Lý Triệt lắc đầu cười, chỉ cảm thấy mình có chút nghi thần nghi quỷ. Trong lòng hơi động. Trong lòng ngực, đạo quả, mộng thiên sư, đập mạnh, mỗi lần đập, đều giống như, cánh bướm vỗ một lần, thần thông sơ hình, mộng thiên sự điệp đại mộng ai giác, bướm vỗ cánh, đạo quả một phát, mộng du thời không một hàng giới thiệu như lưu kim, từ từ mở ra trước mắt Lý Triệt. Cơ bản mỗi một thần thông sơ hình xuất hiện, đều sẽ có giới thiệu, mà từ giới thiệu, có thể thấy được năng lực của thần thông sơ hình. Nhưng, lần này, Lý Triệt lại xem rất mơ hồ, hoàn toàn không thể hiểu được. Trên thực tế, thần thông sơ hình là thông qua đạo quả sinh ra, cùng với bản thân đạo quả là có quan hệ liên quan. Nhưng năng lực cơ bản của Mộng Thiên Sư là có thể cấu tạo giấc mơ, liên kết với các đạo quả khác, thậm chí đem lực lượng của đạo quả, đạo quả, Mộng Thiên Sư, làm cầu nối đưa ra ngoài. Tuy nhiên, nhắc nhở của thần thông sơ hình lần này, lại khiến Lý Triệt hoàn toàn không hiểu ra sao. Đạo quả một phát, mộng du thời không, chẳng lẽ, muốn kích phát thần thông sơ hình này, còn cần đạo quả lại xảy ra một lần thoát biến, Lý Triệt cảm thấy có chút kỳ quái nếu như đạo quả lại thoát, không phải sẽ thức tỉnh thần thông sao, điều này không phải có chút mâu thuẫn sao, Lý Triệt nhíu mày. Tuy nhiên, ngay sau đó, toàn thân Lý Triệt đột nhiên nổi da gà. Với thân thể võ thánh hiện nay của hắn, được đạo quả long tượng kim cương, luyện đến cực hạn cường đại, vậy mà vào lúc này, không thể ức chế được cảm giác lạnh thấu xương, giống như có một thần linh vô hình, xuyên qua thời không, ném xuống một đôi mắt lạnh lẽo vô biên vô hạn về phía hắn. Đó là một loại ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, không có chút tình cảm nào, lạnh lẽo đến cực hạn, lạnh thấu tâm can, Lý Triệt chỉ cảm thấy linh hồn của mình vào lúc này đều hoàn toàn ngưng trệ. Bỗng nhiên, Lý Triệt nhìn thấy quần sáng bảy màu, ánh sáng lóe lên dưới cảm ứng của thiên địa bàn cờ, lại nhìn thấy trên đỉnh đầu của hắn đang ngồi xếp bằng trong sân, có một con bướm bảy màu, từ từ dừng lại, đang chậm rãi vỗ cánh. Theo cánh vỗ, vẫn có bột phấn bảy màu rơi xuống. Lý Triệt chỉ cảm thấy tất cả trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Hình như hắn ngủ say rồi. Hít vào thở ra, cân bằng đều đặn. Bướm vỗ cánh, đầu bên kia của thời không, giống như gợn sóng lan ra, chiếu rọi ra cuộc đời chưa từng thấy gợn sóng vòng vòng điểm điểm quét qua lý triệt đang hít vào thở ra ở trong giấc ngủ say tầng mây bị xé rách khói mù lượn lờ từ từ phá vỡ bướm vỗ cánh đang cố gắng bay lùng khí đập vào cánh cuộn trào nâng đỡ thân thể nhỏ bé của con bướm lên lên xuống xuống tuy nhiên mặc dù bướm vỗ cánh liên tục thân thể lên lên xuống xuống nhưng sau khi tầm nhìn dần dần rõ ràng vậy mà hình ảnh sẽ không có sự rung lắc lên xuống lý triệt kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà hóa thành một con bướm đang bay lượn thân thể rất nhẹ nhưng hắn không thể khống chế chỉ có thể quan sát thông qua tầm nhìn bướm bay qua biển xanh vượt qua ngân hà rải xuống một phấn bảy màu giống như hòa tan thời không theo bướm không ngừng bay đi cuối cùng lý triệt cũng nhìn rõ hình ảnh ở phía xa nhìn thấy một ngôi chùa cổ màu vàng kim sừng sững chùa cổ nằm ngang giữa trời đất quá mức to lớn tựa như xuyên qua trời và đất vô số Phật quan chiếu rọi ra, giống như từng vòng từng vòng mặt trời mọc lên, mà ở trong Phật quan màu vàng kim vô tận kia. Lại là một bóng tối cực hạn, bóng tối đó quá mức rõ ràng trong kim quan rực rỡ. Lý triệt hóa thành bướm, vỗ cánh, không ngừng tới gần. Càng ngày càng tới gần, cuối cùng cũng nhìn rõ được bóng tối kia. Là một thân ảnh nguyễn chuyển, mái tóc đen dài cực kỳ, đen nhánh bóng loáng giống như thác nước chảy xuống, rủ xuống tận bắp đùi, giống như áo choàng, hơi phập phồng. Một chiếc váy dài màu mực, tung bay trong gió, tựa như một đóa hát liên nở rộ trong u minh, có điểm điểm ngọn lửa đang cháy, đốt cháy vạn vẹo hư không xung quanh, từng đạo khe hở hư không, mở rộng ra, nút chững Phật quang, khiến cho xung quanh hình thành một màu đen cực hạn, nữ tử giơ tay lên, cực kỳ thanh lãnh, giống như không có huyết sắc, làn da trắng nõn hơi phát sáng, trong tay đang cầm một thanh kiếm đen như mực. Ma nữ Tựa như có lưỡi nở xung lôi, giống như có hàng ngàn hàng vạn Phật đà đồng thời tụng niệm Phật hiệu, âm thanh giống như nổ tung trên bầu trời cao vạn trượng. Trên chùa cổ, giống như điêu khắc hàng ngàn hàng vạn Phật cát, trong mỗi Phật cát, đều có một pho tượng Phật đà ngồi xếp bằng trên đó. Bọn họ đều trừng mắt nhìn xuống, nhìn chầm chầm vào bóng tối bị ép mở ra trong Phật quan vô tận. Tuy nhiên, lý triệt với góc nhìn của con bướm, lại cảm thấy được những Phật đà này, trong mắt có âm thanh như sợ hãi, giống như có một chút sợ hãi như mực lan ra nữ tử từ từ ngẩng đầu lên đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như quả táo đen không có chút tình cảm nào nhìn lướt qua chư thiên phật đà khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm nào chỉ là từ từ giơ thanh kiếm trong tay lên đôi chân thon dài bước đi hố đen tối đen như mực giống như theo bước đi của nàng bắt đầu di chuyển trong phật quan vô tận phật quan căn bản không áp chế được nàng chút nào nàng bước lên bậc thang đầu tiên của chùa cổ chùa cổ liền bắt đầu chảy máu đó là máu chảy ra từ Phật Đà, nhuộm đỏ mặt đất. Con bướm mà Lý Triệt hóa thành, vỗ cánh, một đường đi theo nữ tử. Nữ tử quá bá đạo, một đường dết lên đỉnh chùa cổ, giống như đi dạo nhàn nhã, tựa như đang đi dạo vậy. Vô số Phật Đà ngã xuống, đuổi dết đến, có kim long ngang trời, có Phật trưởng mênh mông, có Phật âm không dứt tuy nhiên, tất cả ở trước mặt nữ tử, cũng chỉ có một kiếm mà thôi. Máu, nhuộm đỏ bậc thang của chùa cổ, mỗi một pho tượng Phật Đà trong Phật Cát, đều không thể trốn thoát, đều bị cuốn vào trong kiếm quang, bị chém đứt sinh mệnh. Lý triệt với góc nhìn của con bướm, nhìn thấy một thánh địa Phật thổ ngã xuống. Dết đến cuối cùng, Phật Đà bắt đầu sợ hãi chạy trốn, không dám tiếp tục ngân chiến, bọn họ từ bỏ ngân chiến, mặc cho ma nữ tàn sát thánh địa của bọn họ. Mái tóc đen dài bóng loáng, giống như hơi phồng lên trong gió bão, tựa như áo choàng màu đen. Nữ tử đi đến đỉnh của chùa cổ ở trên đỉnh này, nhìn thấy một cái ao sen, trong ao sen, vô số ngọn lửa màu vàng kim nhảy nhót không ngừng, giống như hóa thành xiền xích, cuốn quanh một đóa hoa sen màu đen. Nữ tử vương tay hái đóa hoa sen màu đen từ trong ao sen. Thuận tiện, mang theo vài cọng ngó sen đen nhánh từ trong ao sen. Phủi phủi ngó sen, một tay cầm kiếm, một tay cầm ngó sen và đóa hoa sen màu đen đang cháy. Cuối cùng nữ tử cũng xoay người ở trên đỉnh chùa cổ ngã xuống. Phật âm mênh mông, trên bầu trời màu vàng kim, từ từ hiện ra một pho tượng Đại Phật. Mà dưới chùa cổ, dày đặc quỳ đầy vô số sinh linh, đó là từng người từng người bách tính, có người mặc quần áo hoa quý là phú hào, có người ăn mặc rách rưới là ăn mày, có phụ nữ mang thai, có bà lão run rẩy tay dày đặc bách tính, giống như vô số con kiến đen, thành kính quỳ phục trên mặt đất, ba quỳ chính lạy, cầu khẩn nữ tử, buông xuống hát liên và hát ngẫu trong tay. Đại Phật màu vàng kim khổng lồ, giống như từ ngoài trời đất nhìn xuống, từ từ mở đôi mắt dài nhỏ ra. Mà trên mặt của nữ tử đứng ở trên đỉnh chùa cổ ngã xuống, không có biểu cảm gì, cuối cùng cũng lộ ra một biểu cảm. Ánh mắt lướt qua vô số bách tính đang quỳ lạy, khóe miệng nhếch lên một tia chế giễu. Bướm vỗ cánh, rơi xuống bả vai của nữ tử váy đen tung bay. Sau đó, Lý Triệt liền nhìn thấy, nữ tử lộ ra vẻ chế giễu kia, từ từ đưa thanh kiếm trong tay ra. Tất cả đều vỡ nát đại Phật màu vàng kim ngoài trời vỡ nát bị kiếm xé thành bảy tám mảnh. Tựa như một đóa pháo hoa màu vàng kim nổ tung trên không trung. Bên ngoài chùa cổ quỳ lại một vòng lại một vòng, kéo dài đến tận đường chân trời không nhìn thấy được, tất cả mọi người đều bị kiếm quan quét qua, tất cả đều nổ tung, đóa hoa máu trong thế giới màu vàng kim, nở rộ diễm lệ, tựa như pháo hoa màu máu nở rộ từng đóa từng đóa, máu chảy đầy đất. Toàn bộ thế giới, một mảnh thê lương và chết lặng, núi thay biển máu, tử khí xông thẳng lên trời. Nữ tử đứng ở trên đỉnh chùa cổ, hiện ra cảnh tượng mưa máu gió tanh, gió thổi váy đen của nàng bay phấp phới, tựa như một đóa hoa sen đến từ địa ngục nở rộ trong thế giới màu vàng kim này. Nữ tử cầm hắc liên và hắc ngẫu, nhẹ nhàng thì thầm. Con bướm rơi trên vai nữ tử, giống như nghe được lời thì thầm. Các ngươi cầu Phật hay là, cầu ta, các ngươi cầu ta, ta lại cầu ai, căn bản không thèm nhìn núi thay biển máu đầy đất thu hồi hát liên và hát ngẫu, nữ tử xoa xoa bụng nhỏ. Đói rồi. Ông. Một tiếng ông ông vang vọng. Hô. Lý triệt đột nhiên mở mắt ra, trong đồng tử, vậy mà có một loại cảm giác hỗn độn. Toàn thân chất đầy tuyết trắng, lập tức rào rào rơi xuống. Toàn bộ thân thể hắn vậy mà bị chôn ở trong tuyết dày, giống như bị chất đóng thành người tuyết vậy. Theo ý thức trở lại, thân thể vừa động, vô số tuyết động liền nổ tung lý triệt đứng dậy từ dưới đất áo đen bay phấp phới tóc đen mạnh mẽ như tia chớp đen quất vào không khí đó là trong ánh mắt của lý triệt có vài phần mê man nghĩ lại hình ảnh vừa rồi không khỏi lại thở ra một hơi là hi hi sao nữ tử kia với mái tóc đen bóng loáng rủ xuống tận bắp đùi không phải là nữ tử lần trước tiến vào mộng của lão bản người mà hắn nhìn thấy trong mộng của lão bản đến ăn một bát mì thêm hai quả trứng luộc sao đó là hi hi sau khi lớn lên tâm tình của Lý Triệt không khỏi hơi trầm trọng lên. Không có biểu cảm, lạnh lùng thờ ơ, toàn thân đều toát ra khí chất lạnh lùng người sống chớ tới gần, giống như dùng khí chất lạnh lùng, đem bản thân bọc kín mít, giống như đang bảo vệ chính mình. Cũng chỉ có lời nói nhẹ nhàng vô ý kia mới lộ ra được một chút mềm mại trong nội tâm của nàng. Hình thành sự đối lập rõ ràng với hi hi vui vẻ hạnh phúc hiện nay. Có lẽ, cái duy nhất không thay đổi là đều thích bắn pháo hoa. Mộng điệp, Cánh vỗ, mộng du thời không, có thể nhìn thấy hi hi của thế giới khác, thật sự là hi hi của thế giới khác, hoặc là đó là hi hi trong tương lai, Lý Triệt nhíu mày, loại cảm giác huyết mạch tương liên này có thể xác định nữ tử đó chính là hi hi nhưng nếu thật sự là tương lai vậy Lý Triệt hắn đi đâu, hi hi lại gặp phải chuyện gì mới trở nên bọc bản thân kín mít như vậy, chống cự tất cả mọi thứ trên thế giới, thờ ơ với tất cả, trong mắt Lý Triệt hiện lên một tia lo lắng và khác. Vọng hắn muốn tiếp tục mộng du thời không, lại vỗ cánh một lần nữa, nhìn xem nữ nhi trong thời không kia. Tuy nhiên, Lý Triệt từ từ bình tĩnh lại. Đạo quả một phát, mộng du thời không cũng chính là nói, hắn muốn lại một lần nữa nhìn thấy nữ nhi sau khi lớn lên, có lẽ, cần đạo quả, mộng thiên sư, lại xuất hiện một lần thoát biến, Lý Triệt dần dần bình tĩnh lại đi xuyên qua sân, ngồi ở dưới mái hiên. Gió bắt xào xạc, tuyết lớn bay tán loạn lý triệt ngồi ở dưới mái hiên ánh mắt dần dần ngưng tụ một đám đầu trọc dám bắt nạt nữ nhi của ta cho dù là trong mộng cũng không được mặc dù là hi hi tàn sát ngôi chùa cổ kia chém vết vô số phật đà thậm chí tiêu diệt một giới đó nhưng lý triệt cảm thấy nhất định là lỗi của những phật đà này các ngươi cầu ta ta lại cầu ai nghe được lời nói lý triệt lẩm bẩm không hiểu sao lại cảm thấy đau như cắt từ từ thở ra một hơi Nữ nhi của ta, không cần cầu xin bất cứ ai. Không cần. Lý triệt nắm chặt nắm đấm. Ta phải trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Hiện tại ta, còn xa mới đủ. ầm ầm. Đột nhiên. Lý triệt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng sơn môn của càng nguyên thần tông. Nhìn thấy một tòa Phật tháp đang xoay tròn. Thất bảo xá lợi như ý thiên vương tháp, đó là ngôi miếu quỷ dị ngũ lão bậc vị trí ở trong sơn môn của càn nguyên thần tông là một trong ba ngôi miếu tàng của thiên vương tháp còn có một ngôi miếu nằm ở trong thần đô là cấp bậc tứ ngự ngươi đang tức giận cái gì tức giận thiên vương tháp ở phân tông kim quan của ngươi bị ta đánh nổ bị ta triệu thần trấn áp sao lý triệt nhìn bảo tháp kia lóe lên kim quan sau đó bị tấm biển càng khôn trấn áp lẩm bẩm mở miệng ngươi đừng tức giận rất nhanh sẽ đến lượt ngươi lý triệt ngồi ở dưới mái hiên nhàn nhạt nói. Tâm thần hơi động. Đắm chìm vào trong thiên địa bàn cờ. Chỉ thấy, thiên địa bàn cờ, có một tòa bảo tháp, bị áp chế trên bàn cờ, thần tính vô cấu tâm, giống như xiền xích, áp chế bảo tháp ở trên đó. Miếu thần bậc lục ti nguyên thần của Lý Triệt lơ lửng, năm ngón tay xòe ra. Ngay sau đó ở trong nội cảnh nê hoàng. Giống như tim đập, thần nguyên kim đan, hít vào thở ra, đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa bàn cờ. Trong kim đan, linh minh chân viên pháp thiên tượng địa đột nhiên mở mắt ra, đột nhiên dán lên trên vách kim đan, vậy mà phản chiếu ra một khuôn mặt của chân viên, giữa tiếng gầm thét. Dưới sự trợ giúp của lực lượng triệu thần, vậy mà chậm rãi kéo tòa bảo tháp bậc lục ti này vào trong kim đan. Mà bảo tháp bị triệu thần, kéo vào trong thần nguyên kim đan, lập tức bị linh minh chân viên pháp thiên tượng địa chậm rãi nuốt chửng. Cọt kẹt, cọc kẹt tiếng vang khiến người ta rợn cả tóc gáy. Vang vọng ở trong thiên địa bàn cờ vô cùng yên tĩnh. Mây chì cuồn cuộn, tuyết bay ngăn cách, gió gào thét không ngừng, gió loạn điên cuồng, sâu trong thính lôi hạn. Ánh đèn màu cam nhạt, chiếu rọi một khu vực nhỏ, tản ra ánh sáng mơ hồ. Tuyết bay lớn như bàn tay, lại rơi vào bên trong phạm vi của nhà hàng liền biến mất không dấu vết. Trước cửa nhà hàng, một con chó mực mập mạp đang nằm chán nản lão bản mặc một bộ đồ trắng giống như tuyết trắng vậy hắn ngồi ở trên ghế rất lười biếng đang chậm rãi dùng giấy thuốc gói thuốc lá chậm rãi cuộn thành một điếu thuốc dài mảnh mỗi cử động của hắn đều vô cùng trang trọng và nghiêm túc giống như khi hắn lần đầu tiên học được cách làm điếu thuốc này vậy cạch 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 gõ trên mu bàn tay sau đó ngậm ở khóe miệng dùng diêm châm lửa hai ngón tay kẹp thuốc lại không hút một hơi chỉ là ngẩn người kẹp ở đó khói thuốc lượn lờ, giống như ánh đèn màu cam nhạt mơ hồ. Một người một chó, giống như không hợp với thế giới này. Đột nhiên, mũi của con chó mực động đậy, trong mắt chán nản lập tức trợn tròn, một cái linh hoạt, trực tiếp nhảy lên từ dưới đất. Toàn bộ mặt đất giống như rung lên một cái. Con chó mực quay đầu nhìn về phía lão bản, cái mũi không ngừng động đậy, trong con ngươi đen nhánh giống như có vẻ không thể tin được. Mùi này, mùi này, sẽ không sai, cổ tạc tuyệt đối sẽ không ngửi sai, con chó mực vô cùng hưng phấn, cái đuôi chó đột nhiên vẫy lên, trong tiếng vù vù, giống như muốn đánh nổ cả không khí, trên mặt lão bản không có biểu cảm gì, lông mày hơi nhướng lên, giống như đôi mắt cũng sáng lên một chút, quay đầu nhìn về phía bóng tối của thính lôi hạn. Có người dẫm lên tuyết động, kèm theo tiếng cọc kẹt, từng bước từng bước đi đến. Trong lúc mơ hồ, giống như nhìn thấy một đóa hoa sen màu đen. Nhưng khi lão bản nhìn lại, phát hiện, từ trong bóng tối đi ra chỉ là lý triệt mặc một bộ áo đen. Tay lão bản đang kẹp thuốc hơi rung lên, lập tức làm rơi cho thuốc đã đốt ra. Bị gió thổi một cái, tung bay tán loạn. Tuyết lớn bay lả tả, băng phong trời đất. Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng, tựa như lưu ly, màn đêm trong veo. Ánh đèn vàng nhạt từ quán ăn hắt ra, chiếu lên tuyết trắng, khiến tuyết cũng nhuốm một màu vàng cam, tựa như được bọc một lớp bột rồi chiên qua dầu ông chủ kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở trong tay làn khói bay thẳng lên như một nén trầm hương rung rinh nhẹ nhàng làm cho tàn thuốc mềm mại rơi xuống tàn thuốc vỡ vụn mờ mịt không ngừng rõ ràng vào lúc này nội tâm của ông chủ cũng không bình lặng ít nhất không như vẻ bề ngoài của ông ông cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người của lý triệt vẻ mặt của ông chủ trở nên phức tạp đại hát cẩu đang không ngừng vẫy đuôi vì phấn khích nhưng vào lúc này nó bỗng dừng lại, như bị rút hết sức lực, cái đuôi vốn đang vẫy qua vẫy lại, giờ như héo rũ xuống. Đôi mắt đen nhánh như táo đen của đại hắc cẩu nhìn chầm chầm vào Lý Triệt rất lâu, chiếc mũi liên tục khịt khịt, rõ ràng là đang ngửi lấy ngửi để mùi hương đó. Quả thực là mùi hương quen thuộc ấy, tựa như nữ tử ấy bước ra từ bóng tối. Như một đóa sen đen nở rộ trong bóng tối vô tận, bùng cháy ngọn lửa, thiêu đốt tất cả, người lạ chớ gần. Đáng tiếc, chung quy vẫn không phải là nàng. Đại hắc cẩu thở dài một cách nhân tính hóa, lại buồn chán nằm xuống, dưới ánh đèn vàng của quán ăn, tựa như ánh đèn đường trong công viên lúc nửa đêm. Lý Triệt mặc một chiếc áo đen, tóc bạc tung bay trong gió. Hắn bước ra từ sâu trong ngõ thính lôi, từng bước từng bước, đi vào ánh sáng. Hắn vừa mới hoàn thành việc thúc đẩy thần thông sơ hình, mộng điệp, dưới sự kích hoạt của mộng điệp, hắn dường như nhìn thấy Hi Hi ở một thời không khác, hoặc là tương lai tạm gọi nàng là hi hi lớn hi hi đã trưởng thành cho dù chỉ là thông qua phương thức mộng cảnh như du hành thời không lý triệt cũng có thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch liên kết giữa hắn và hi hi lý triệt có thể xác định hi hi đã trưởng thành lạnh lùng vô cùng sát tâm mãnh liệt đồ sát cả một ngôi chùa phật môn tựa như toàn bộ sinh linh của một thế giới tuyệt đối là nữ nhi của hắn lý triệt cho dù là ở tương lai nàng cũng là nữ nhi của hắn lý triệt mối liên hệ huyết mạch ấy không thể giả được trong lòng lý triệt tràn ngập thương xót hắn không biết rốt cuộc hi hi đã trải qua những gì nhưng không cần phải biết hi hi trở nên như vậy chắc chắn có liên quan đến hắn ít nhất hắn đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người phụ thân không bảo vệ hi hi chu toàn không để nàng lớn lên vô ưu vô lo ngược lại để nàng trải qua rất nhiều ấm ức nếu không làm sao nàng lại nói ra câu các ngươi cầu ta ta cầu ai chứ sự mờ mịt ấm ức bi thương tuyệt vọng mất mát trong câu nói ấy khiến cả trái tim lý triệt run rẩy như thể trái tim hắn bị một sức mạnh vô hình bóp chặt lại ngươi đến rồi ông chủ ngồi trên ghế đôi mắt lạnh lùng có chút ngẩn ngơ khẽ nói một câu ông dập điếu thuốc lá đã cháy hết trong tay thở ra một luồng khí nóng trắng xóa trong thế giới băng tuyết sau đó ông lại lấy giấy cuốn thuốc ra lấy một chiếc túi hương khô khốc dùng kẹp tre gấp thuốc lá ra bọc trong giấy cuốn thuốc từ từ cuốn thành một điếu thuốc mảnh dài. Ông không hút, chỉ vỗ vỗ vào mu bàn tay, rồi đưa cho Lý Triệt đang chậm rãi bước ra từ bóng tối, trên người đầy tuyết. Ông chủ dường như nhìn thấy trong mắt Lý Triệt là hình ảnh phản phất còn vương lại dư âm, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp như tạo ra một biển máu núi thay trên ngôi chùa cổ kia. Hút một điếu chứ, ông chủ khẽ hỏi. Lý Triệt cầm điếu thuốc, nhận lấy, chỉ một động tác, đã không cần nói gì thêm. Lý Triệt ngồi xuống chiếc ghế trước cửa quán ăn. Sau khi châm thuốc, hai người đàn ông, một đen một trắng, ngồi trên ghế, lặng lẽ hút thuốc, ngọn lửa đốt cháy điếu thuốc, phát ra âm thanh nhỏ xíu, trong sự tĩnh lặng vô hạn, âm thanh ấy như sấm rền. Điếu thuốc này, là nàng dạy ta hút. Ông chủ nhìn những bông tuyết trong suốt như pha lê rơi từ trên cao xuống, tạo nên một thế giới lưu ly, nói. Lý Triệt nghiêng đầu nhìn ông một cái, nàng, một cố nhân. Ông chủ khẽ đáp. Nhưng Lý Triệt lại có linh cảm, cố nhân của ông chủ rất có thể chính là hi hi lớn, bởi vì lý triệt đã nhìn thấy ông chủ trong mộng cảnh. tuy nhiên lý triệt cũng không vạch trần. lý triệt đứng dậy, chiếc áo đen theo hoa sen vàng bay phấp phới trong đêm tuyết. ông chủ, có thể cho ta mượn cẩu gia một lát được không? lý triệt dập tắt điếu thuốc, hai luồng khói từ mũi phả ra nhẹ nhàng như trầm hương rơi xuống. ông chủ nhướng mày, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một vẻ kỳ lạ. Ông không ngờ, tối nay Lý Triệt đến, lại không định ăn gì, ông còn định để Lý Triệt mang về cho Hi Hi một phần. Hi Hi vừa mới đột phá thần tướng, trải qua chuyện kích thích như vậy, mặc dù Hi Hi ngủ suốt cả quá trình, nhưng có lẽ vẫn bị dọa một chút chứ, đã bị dọa thì ăn một chút đồ ngon để bớt sợ, đâu có gì sai. Đại hắc cẩu đang nằm trước cửa quán ăn, lông đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt, trông có vẻ rất mất tinh thần. Hi Hi hôm nay đột phá thần tướng, gặp phải một chút rắc rối bị tính kế mặc dù không phải là cố ý tính kế nàng, nhưng nàng cũng bị liên lụy. Vậy nên muốn mượn cậu gia một chút, đối phó kẻ đã tính kế hi hi. Lý Triệt nói. Bên trong sơn môn của càn nguyên thần tông, tòa bảo tháp thất bảo xá lợi như ý thiên vương kia vừa rồi lại có dị động, như thể thiên vương nổi giận, hiện ra bảy pho tượng Phật Đà. Chúng còn dám nổi giận, lấy nữ nhi của hắn làm công cụ tính kế thần tử tam thái trong ngôi đền kia, tính kế này, tính mạng của nữ nhi hắn bị lợi dụng trở nên không đáng kể điều này khiến trong lòng lý triệt dâng lên sát ý và cơn giận vô biên hắn có ác cảm và chán ghét mãnh liệt đối với phật môn tính kế hi hi trên khuôn mặt thanh tú của ông chủ hiếm khi nheo mắt lại dường như ông biết hết mọi chuyện ông ngậm điếu thuốc nhìn đại hắc cẩu dường như đã phấn chấn trở lại ngẩng đầu lên ngươi nói sao câu đại hắc cẩu há miệng sủa một tiếng lý triệt nhìn ông chủ thực tế trong lòng lý triệt có chút kỳ lạ và nghi hoặc tại sao con đại hát cẩu có linh tính cực cao này lại không mở miệng nói tiếng người với thực lực của đại hát cẩu thậm chí còn mạnh hơn cả yêu vương trong truyền thuyết những con yêu quái bị thần tính của thần miếu nhiễm phải mà biến dị sinh ra trong số đó không chỉ có linh tính có thể nói tiếng người thậm chí còn có thể biến thành hình người vậy nên lý triệt rất nghi hoặc tại sao đại hát cẩu lại không làm được có lẽ là có thể làm được nhưng không muốn làm thôi đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của lý triệt ông chủ phổi tàn thuốc dịch ra chơi thái bạch phong dần dần yên tĩnh trở lại hi hi đã đột phá thần tướng nhưng củng cố cảnh giới vẫn là một quá trình khá lớn lữ thái bạch hiếm khi nghiêm khắc với hi hi muốn hi hi nắm bắt được sức mạnh phản hồi của thần tướng vừa tạo ra để thân thể có thể được lột xác và tăng cường cơ hội này quá khó có được sau khi trải qua chuyện trong Mục liên tiểu động thiên, cho dù mạnh như Lữ Thái Bạch, trong lòng cũng có chút nặng nề. Dù sao, theo lời Tam Thái Tử nói, nếu thân thể của Hi Hi không đủ mạnh, khi nàng đột phá thần nguyên kim đan hoặc thần thai, vẫn sẽ dẫn đến sức mạnh của đạo vận Ngục Liên, sức mạnh của Ngục Liên sẽ hủy diệt thân thể của Hi Hi, như thể cắt thịt rót xương. Đáng sợ nhất là, đạo vận Ngục Liên sẽ in dấu ấn vào linh hồn của Hi Hi. Đây mới là điều khiến Lữ Thái Bạch lo lắng nhất ngục liên lữ thái bạch khẽ thở ra một hơi ông không giống lý triệt ông là cường giả tuyệt đỉnh những thứ ông tiếp xúc cũng nhiều hơn lý triệt rất nhiều lý triệt quật khởi quá nhanh rất nhiều bí mật về tu hành hắn đều không biết tuy nhiên mặc dù lữ thái bạch luôn nghiên cứu về ngục liên nhưng thực ra cũng giống như lý triệt biết không nhiều ngục liên rất nhiều thần miếu quỷ dị đều có liên quan đến ngục liên thế nhưng tu sĩ thiên hạ đã nghiên cứu lâu như vậy tấn công và khai phá rất nhiều thần miếu quỷ dị nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra được bí ẩn của ngục liên đại giám chính của thần đô khâm thiên giám vẫn luôn nghiên cứu thần miếu quỷ dị dường như đã giải mã được một chút bí mật về ngục liên ánh mắt của lữ thái bạch lóe lên vì đồ đệ thân truyền của mình vì thiếu tông chủ của càng nguyên thần tông lần này đến thần đô tham gia bàn đào thịnh hội ông lữ thái bạch có thể đi tìm đại giám chính tìm hiểu bí ẩn của ngục liên hy vọng có thể giúp phá vỡ sức mạnh đạo vận ngục liên giống như lời nguyền trong cơ thể hi hi. Quả thực, trong mắt Lữ Thái Bạch đạo vận ngục liên này, giống như một lời nguyền. Một khi kích hoạt lời nguyền, sẽ gây tổn thương cho hi hi. Còn nữa, ngôi đền quỷ dị của Tam Thái Tử, tấn công ngôi đền quỷ dị này, lấy được, ngục liên, có lẽ mới có thể cứu được hi hi. Lữ Thái Bạch ngồi xếp bằng dưới bức tượng thần của tổ sư gia, tóc bạc không ngừng bay lên. Đằng xa, hi hi cũng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhắm mắt lại thân thể không ngừng vặn vẹo lữ thái bạch trầm giọng nói tĩnh tâm tĩnh khí cảm nhận sức mạnh phản hồi của thần tính thần tướng cảm nhận sự lột xác mà thần tính lan tỏa đến thân thể nắm bắt cảm giác này lan tỏa cảm giác này ra toàn thân rèn luyện từng góc nhỏ của cơ thể lữ thái bạch dần coi trọng việc tăng cường thân thể của hi 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 ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mồ hôi đầm đìa cả người như thể bị ngọn lửa đen thiêu đốt nhưng hi hi cắn răng không bỏ cuộc cố gắng kiên trì hi hi cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy mới có thể bảo vệ phụ thân và mẫu thân mới có thể giành được quả đào tiên cho mẫu thân ở bàn đào thịnh hội lữ thái bạch nhìn hi hi đang cắn răng kiên trì vô cùng hài lòng đứa trẻ ngoan biết bao là đứa bình thường nhất trong số các đồ đệ thân truyền của ông thực sự khiến ông vô cùng hài lòng lữ thái bạch lại chìm vào suy nghĩ còn tòa tháp thiên vương kia Tòa bảo tháp thất bảo xá lợi như ý thiên vương kia, có liên quan đến Phật môn, vốn dĩ không để ý, thậm chí còn cho rằng tòa tháp thiên vương này đã bị tấn công hoàn toàn, bây giờ xem ra vẫn còn trẻ người non dạ. Thậm chí, tòa tháp thiên vương này, có phải là âm mưu của Phật thổ Tây vực hay không? Lữ Thái Bạch khẽ nhíu mày. Ông thực sự có chút lo lắng. Ngay cả đạo vận của tổ sư gia cũng bị kích thích sử dụng. Chẳng lẽ, thực sự có liên quan đến Phật thổ Tây vực? nghĩ đến việc tháp thiên vương tính kế thần miếu tam thái tử khiến lữ thái bạch không khỏi nghiêm trọng không dám lơ là băng tuyết bao la thế giới lưu ly đêm tối sâu thẳm không thấy ánh sao càng nguyên đạo thành cả tòa thành bị tuyết lớn bao phủ dày đặc có lẽ vì cường giả tuyệt đỉnh giao đấu khiến tuyết trong mây chì tan ra hiện tượng thời tiết thay đổi như đang phản kháng lại tuyết càng ngày càng lớn khiến cả tòa thành nhìn bằng mắt thường chỉ thấy một màu trắng xóa trên đường phố lạnh lẽo vô cùng người đi đường đều biến mất trốn vào trong nhà đốt lò than sưởi ấm cơ thể uống rượu nói chuyện về những chuyện lớn xảy ra ở đạo thành trong mấy ngày này tuy nhiên trong thế giới băng tuyết trắng xóa một bóng người mặc áo choàng đen đội nón lá chậm rãi bước đi chính là lý triệt bước ra từ sâu trong ngõ thính lôi mà trong lòng ngực của lý triệt đại hắc cẩu đã hóa thành một con cúng con như vừa mới sinh ra thò cái đầu đáng yêu ra đôi mắt đen nhánh như táo đen đảo qua đảo lại lý triệt đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cúng con cúng con lập tức lộ ra vẻ không vui to gan tên phàm nhân này mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra tuy nhiên lý triệt cảm thấy sờ rất thích không nhận được xoa thêm mấy cái đây vốn dĩ là đãi ngộ của hi hi nhưng lý triệt cũng được hưởng đãi ngộ này tâm trạng chán nản vì hình ảnh nhìn thấy trong mộng điệp cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều thần thông sơ hình mộng điệp Lý Triệt cũng coi như đã hiểu rõ. Có lẽ, mỗi lần đạo quả lột xác, sẽ kích hoạt một lần mộng điệp. Như thể con bướm du hành thời không, đậu bên cạnh hi hi lớn, nhìn thấy hình ảnh đó, dùng phương thức như nhập mộng, phản hồi vào giấc mơ của Lý Triệt. Vậy nên, Lý Triệt muốn lại được nhìn thấy hi hi lớn, có thể, phải đợi đến lần, mộng thiên sư, đạo quả lột xác tiếp theo. Hiện tại đạo quả mộng thiên sư là level 3, tức là, phải đạt đến level 4, mới có thể kích hoạt hiệu ứng mộng điệp tiếp theo Lý Triệt rất mong đợi và tò mò Lần mộng điệp tiếp theo Sẽ đưa hắn nhìn thấy hình ảnh như thế nào Của Hi Hi lớn, ma nữ Những người tu Phật trong ngôi chùa cổ gọi Hi Hi là ma nữ Rất tức giận nhưng cũng mang theo sợ hãi Rõ ràng Việc Hi Hi giết chóc bừa bãi Có lẽ không phải là lần đầu tiên Đi qua càng nguyên đạo thành Lý Triệt đến trước sơn môn của càng nguyên thần tông Tấm biển càng khôn nằm trên cổng vòm của lối vào sơn môn. Lý triệt đội nón lá, ngẩng đầu lên, liếc nhìn tấm biển càng khôn một cái, tấm biển này vừa rồi kích hoạt, như thể có sức mạnh của tổ sư gia trấn áp tòa bảo tháp thất bảo xá lợi như ý thiên vương đang bạo động kia, tháp thiên vương của Kim Quang Phủ, dường như đã bị ta đánh nổ, cộng thêm chiêu thần, đã hủy diệt hoàn toàn. Ánh mắt của Lý triệt lóe lên. Tháp thiên vương của chiêu thần đã bị thần tướng linh minh chân viên ăn sạch sẽ, giòn tan. Tuy nhiên, vì thần miếu kia chỉ là cấp bậc lục ti nên với sức mạnh hiện tại của lý triệt mới có thể dễ dàng trấn áp đối phương chiêu thần mang lại phản hồi cũng rất lớn khiến thần tính của linh minh chân viên vốn đã đạt đến thai tức thoát càng ngày càng đầy đặn nhưng lý triệt vẫn chưa hài lòng vốn dĩ lý triệt vẫn luôn dè chừng mấy phần đối với các thần miếu quỷ dị trừ lần trước muốn thu thập đủ thất tình thần cơ sẽ thường xuyên sử dụng thần thông như chiêu thần sau đó thì cơ bản rất ít khi sử dụng ngoại trừ dè chừng ngón tay xanh lè vươn ra từ quỷ khuyết kia còn là để phòng ngừa việc thường xuyên sử dụng chiêu thần dẫn đến sự chú ý của cường giả thiên hạ thậm chí hắn còn có thể trở thành kẻ thù chung của thiên hạ bởi vì mỗi lần sử dụng chiêu thần thần miếu quỷ dị sẽ bị triệu đến sẽ biến mất hoàn toàn sau khi thần miếu quỷ dị sụp đổ sẽ biến mất khỏi nhân gian ngay cả thần tính cũng hoàn toàn biến mất mà con đường tu hành thần tính của thế giới này có liên quan mật thiết đến thần tính do thần miếu quỷ dị xuất hiện mang lại hành động của lý triệt tương đương với việc hủy hoại con đường tu hành thần tính của thế giới này đương nhiên sẽ không được thiên hạ dung thứ mặc dù thế giới này có võ đạo nhưng thế giới hiện nay thần tính và võ đạo cùng tồn tại bổ trợ lẫn nhau mới là nhận thức chung nguyên nhân chủ yếu nhất tu hành thần tính có thể kéo dài tuổi thọ có thể khiến thọ nguyên của người tu hành dài hơn võ đạo thọ nguyên của một thần nguyên đại chân nhân cảnh giới thai tức thoát, thậm chí còn dài hơn một võ thánh khí hải. Vậy nên, con đường tu hành thần tính là con đường tu hành mà tất cả người tu hành sẽ ủng hộ. Cúng con thò đầu ra khỏi lòng ngực của Lý Triệt, như thể ngửi thấy sức mạnh và ý chí mạnh mẽ ẩn chứa trong tấm biển kia, nhưng lại không thèm để ý, biểu môi một cái. Lý Triệt cảm nhận một lát, không phát hiện thấy tổ sư gia trong tấm biển càng không có bất kỳ dị động nào. Hắn bèn bế cúng con vào núi, tiến vào bên trong sơn môn của càng nguyên thần tông đi theo con đường trong thần tông bị tuyết dày bao phủ tầm mắt nhìn thấy cây cối thực vật đều bị tuyết dày bao phủ có những cành cây thậm chí còn phủ một lớp băng trông trong suốt lấp lánh đẹp đẽ vô cùng lý trưởng lão so với đạo thành bên trong sơn môn thần tông lại có không ít đệ tử đang mặc gió tuyết xuyên qua thần miếu quỷ dị để tu hành bọn họ nhìn thấy lý triệt đều rất cung kính không chỉ vì Lý Triệt là phụ thân của Thiếu tông chủ Hi Hi, càng là vì bản thân Lý Triệt cũng là trưởng lão của thần điêu lĩnh, vì thần điêu bán thánh. Không ít đệ tử sau này tu luyện thần điêu cần thiết, thậm chí đều xuất phát từ Lý Triệt. Lý Triệt ôn hòa gật đầu. Tuy nhiên, một lát sau, khí tức trên người Lý Triệt như thể hoàn toàn ẩn giấu biến mất, như thể hòa là một với trời đất. Thủy Long Tượng, khí tức hoàn toàn thu liễm, trừ khi Lữ Thái Bạch đích thân dùng linh hồn mạnh mẽ để tra xét, nếu không, Lý Triệt ở trong sơn môn thần tông, không ai có thể phát giác. Thất bảo xá lợi như ý thiên vương tháp. Một tòa thần điện bằng vàng, giữa những ngọn núi. Nhìn từ xa, ánh vàng rực rỡ, có lẽ bị tổ sư gia trong tấm biển càng khôn trấn áp. Ánh sáng của cả tòa bảo tháp trở nên vô cùng tối tăm. Lý Triệt đứng cách đó mấy trăm trượng, nhìn tòa tháp thiên vương bằng vàng từ xa, nhỏ bé như con kiến. Vì thế của tòa tháp thiên vương này so với tòa tháp thiên vương của Kim Quang Phủ, quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng cũng có thể hiểu được, tòa tháp thiên vương này là thần miếu cấp bậc ngũ lão thượng vị. Lý triệt chủ yếu là muốn chắc chắn, thần miếu ngũ lão thượng vị, lý triệt so sánh với nhị tâm đại thánh, loại chúc thi vương hộ miếu trong thần miếu của nhị tâm đại thánh, có sức chiến đấu cấp bậc tuyệt đỉnh. Vậy nên Lý Triệt muốn chắc chắn nên đã gọi cậu gia đến trợ giúp. Lý Triệt muốn nhanh chóng dứt khoát, trong tình huống không gây ra chấn động quá lớn trấn áp tòa bảo tháp thất bảo xá lợi như ý thiên vương này hoàn thành chiêu thần lý triệt dự tính hoàn thành chiêu thần của tòa tháp thiên vương này cho linh minh chân viên ăn no đại khái có thể lột xác thành thần thai trước thần miếu quỷ dị gió lốc cào thét ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi có một chút phật quan tối tâm chớp lóe bất định lý triệt đội nón lá bước đến không để lại dấu vết trên tuyết trước thần miếu quỷ dị không có ai trông coi thần tông đối với thần miếu quỷ dị trong sơn môn, đều ở trạng thái thả rông. Bởi vì có tấm biển đạo vận càng khôn trấn áp. Bất kỳ thần miếu quỷ dị nào có dị động, đạo vận trong tấm biển càng khôn đều sẽ được kích hoạt, sau đó tiến đến trấn áp, Lý Triệt đưa tay lên, xoa xoa cúng con trong lòng. Nhanh chóng dứt khoát. Mũi của cúng con hết lên, hừ nhẹ một tiếng. Như thể đang nói, cậu gia phải nhanh, Lý Triệt cười khẽ. Bước một bước, Cả người liền đi về phía tòa tháp Thiên Vương bằng vàng. Cửa của thần điện bằng vàng không đóng, vẫn luôn mở ra. Thậm chí, Lý Triệt còn nhìn thấy thấp thoáng mấy người đang ngồi xếp bằng, quan sát thần miếu, muốn tạo ra thần tướng của thần tông. Tuy nhiên, Lý Triệt đến, không khiến những đệ tử này chú ý, hiện tại Lý Triệt sử dụng Thủy Long Tượng, những người này căn bản không thể nhìn thấu. Lý Triệt nhìn về phía tòa bảo tháp thất bảo xá lợi Như Ý Thiên Vương đặt trên tế đàn. Khẽ nheo mắt lại, đưa tay lên điểm vào mi tâm thần thông trích tinh đồng trong nháy mắt máu thịt tách ra hai bên ánh sáng vàng rực rỡ từ con ngươi dọc bắn ra chiếu rọi lên tòa tháp thiên vương bằng vàng kia ông 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 thần tính trong thần miếu quỷ dị như thể xảy ra một dao động không thể phát hiện được giây tiếp theo lý triệt nhìn thấy nút thắt thần khuyết rực rỡ mở ra thần khuyết vẫn chỉ là quỷ khuyết mà thôi giả vờ quy phục chẳng qua chỉ là một trò lừa gạt Lý Triệt lạnh lùng nói. Từ khi tháp thiên vương thất bảo xá lợi như ý nổi giận phản kháng, bị tổ sư gia trấn áp, đã có nghĩa là, thần miếu quỷ dị này, chưa thực sự bị trấn áp hoàn toàn, thần khuyết, nói nhảm, vẫn chỉ là quỷ khuyết mà thôi. Những thần miếu này thực ra rất xảo trá, có ý chí thuộc về mình, thu hẹp quỷ khuyết, hóa thành thần khuyết là có thể che mắt thiên hạ, khiến cả nguyên thần tông mất cảnh giác thần miếu quỷ dị này, có phải vẫn còn âm mưu khác không, lý triệt khẽ nhíu mày. Hắn thực sự sợ bị tính kế rồi. Mặc dù người bị tính kế là tam thái tử, nhưng thực tế, từ khi Hi Hi có được xà mâu hỏa tim thương, đã trở thành một mắt xích trong âm mưu. Điều này khiến Lý Triệt rất không vui. Hi Hi hiện tại là thiếu tông chủ của càng nguyên thần tông, Lý Triệt cũng rất thích càng nguyên thần tông, không chỉ vì bầu không khí của thần tông, càng là vì thần tông đã bảo vệ sự trưởng thành của cả gia đình bọn họ. Mặc kệ thần miếu quỷ dị này có âm mưu gì hôm nay, sẽ triệu ngươi, ầm cơ thể lý triệt chấn động ti điện xèo xèo bắn ra hóa thành áo giáp thần tiêu trực tiếp xông vào trong thần khuyết cúng con trốn trong lòng lý triệt cũng hơi nheo mắt lại chính là thần miếu quỷ dị này tính kế hi hi của cẩu gia lý triệt lẩm bẩm kể lại những gì hi hi đã trải qua điều này khiến cẩu gia tức giận run rẩy hi hi còn nhỏ như vậy còn đáng yêu như vậy mấy tên thần miếu xấu xí này đã bắt đầu dở trò rồi người còn nhịn được chó không nhịn được ầm ánh sáng vàng rực rỡ phật quang mờ mịt tràn ngập trong toàn bộ thần khuyết không nên nói là trong quỷ khuyết khi lý triệt hóa thành một tia chớp rơi xuống đôi mắt bỗng trở nên lạnh lùng vô cùng không có bất kỳ do dự nào trực tiếp khai hỏa hết cỡ tuy nhiên để cẩn thận lý triệt xòe năm ngón tay ra một chiếc mặt nạ diêm vương đen trắng luân hồi chuyển sinh rơi vào tay lý triệt được hắn ấn lên mặt một đen một trắng âm dương tách biệt long tượng kim cương diêm vương đăng lâu long tượng thiên cương thần tiêu lôi giáp ầm thần chủng kỳ môn nổ lý triệt vừa đặt chân vào thần khuyết lập tức mở trạng thái mạnh nhất sau lưng từng thần chủng kỳ môn nổ tung hóa thành vòng xoáy khí huyết khí huyết mạnh mẽ vô cùng bùng lên như thể năm mặt trời màu đỏ máu bốc cháy khí huyết rực rỡ gần như tràn ngập cả trời đất sóng lớn khí huyết như thể dâng cao hàng nghìn trượng tựa như trận tuyết lở liên miên không thể ngăn cản trên ngọn núi tuyết cao vạn trượng khí tức đáng sợ lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Hư không như thể giấy lên hàng nghìn nếp gấp. đôi mắt của Lý Triệt màu vàng lưu ly, khói vàng nhạt tràn ra từ con ngươi. Nghĩ đến việc nữ nhi của mình bị đạo vận ngục liên đe dọa, trong lòng Lý Triệt dâng lên một cơn giận dữ vô biên. Lại nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy trong mộng điệp trong mộng cảnh. Hi hi lớn đứng trên đỉnh ngôi chùa cổ, tuyệt vọng và cô độc nói ra câu, các ngươi cầu ta, ta cầu ai. Lý Triệt chỉ cảm thấy cơn giận dữ cuộn trào, mũi chân điểm xuống, bùng. Một vòng sức mạnh đáng sợ vô cùng, lập tức từ mũi chân phun trào ra, trong nháy mắt, mặt đất của thần khuyết trong phạm vi trăm trượng, nổ tung, nứt nẻ chằng chịt, mà Lý Triệt hóa thành Diêm Vương, đã lao về phía thần điện bằng vàng ở tận cùng thần khuyết, sương mù dày đặc quỷ dị, đột ngột sinh ra, nhưng sương mù quỷ dị bị Lý Triệt đâm sầm vào xé toạc ra, cả người Lý Triệt như thể hóa thành một thanh đao thần sắc bén vô cùng, chém đôi trời đất. Cửa của thần điện đóng chặt, nhưng lại bị Lý Triệt đâm mạnh vào, cả tòa thần điện trung chuyển. Sau đó cửa nổ tung, Lý Triệt đã rơi vào chính giữa thần điện bằng vàng. Thần điện quá lớn, lớn hơn cả thần điện bằng vàng của Kim Quang phủ. Mà Thiên Vương bằng vàng, tay cầm một tòa bảo tháp bằng vàng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, đứng sừng sững ở chính giữa thần điện, cao hơn, lớn hơn, đáng sợ hơn, không chỉ có vậy. Bên cạnh Thiên Vương bằng vàng, còn có một pho tượng thần tướng bằng vàng gào thét lao ra khí tức của những thần tướng này đều vô cùng mạnh mẽ so với thần điện bằng vàng của kim quan phủ thần điện bằng vàng của càng nguyên thần tông quả nhiên cấp bậc cao hơn nguy hiểm hơn những thần tướng này đều là chút thi hộ miếu trên cơ thể bằng vàng từng dấu ấn lời nguyền quay nhanh đều bùng phát ra khí tức cấp bậc võ thánh rất mạnh vô cùng mạnh có lẽ là khí tức bạo ngược của lý triệt kích thích thần miếu thiên vương bằng vàng đột ngột mở mắt phật quan màu vàng rực rỡ bắn ra phật quan phân giải hóa thành những mũi tên dày đặc bắn về phía Lý Triệt. Ngươi là ai, sao dám làm càng? Lý Triệt hóa thành Diêm Vương, mặc áo giáp thần tiêu, sau lưng áo choàng khí huyết tung bay, cảm nhận được Thiên Vương bằng vàng đột một ném tòa bảo tháp thất bảo xá lợi như ý ra. Bảy viên xá lợi lơ lửng, Phật quan chiếu rọi thành thực thể. Như thể bảy vị Phật thật sự bước ra, mặc dù đã bị tổ sư gia trấn áp, Phật quan ảm đạm. Nhưng bảy pho tượng Phật đà vẫn tỏa ra khí tức đáng sợ, ánh mắt của lý triệt hơi co lại tuy nhiên dưới mặt nạ diêm vương vẻ mặt vẫn bình thường tẩu gia lời vừa dứt cúng con đáng yêu trong lòng lý triệt từ trong vạt áo thò ra cái chân cúng nhỏ xinh đáng yêu khẽ vỗ một cái ầm trong khoảnh khắc này lý triệt như thể nhìn thấy hình ảnh đã từng thấy trong mơ mặt đất nước toát vô số dung nham sôi trào nổ tung thành ngọn lửa nóng bỏng như thể máu trong mạch máu đang chảy xiết sau đó mặt đất đầy những dòng dung nham vương thẳng lên trời khí nóng vô cùng đáng sợ và nóng bỏng như thể khiến trời đất bước vào ngày tận thế mang đến sự hủy diệt vô tận đó là một con quái vật khổng lồ đáng sợ đang nằm từ từ đứng dậy từ từ đưa một vuốt ra một vuốt vỗ xuống cả tòa thần điện hoàn toàn vạn vẹo vỡ vụn như thể bị sức mạnh đáng sợ chống nổ tung khói đặc cuồn cuộn bốc lên không ngừng thiên vương bằng vàng và tòa bảo tháp thất bảo xá lợi như ý kia tan trở thành chất lỏng vàng đầy đất, bảy viên xá lợi hoàn toàn nổ tung, vỡ thành những mảnh vụn đầy đất. Một cảnh tượng như thể bị sức mạnh đáng sợ nghiền nát. Trong cảnh tượng, Lý Triệt mở trạng thái Đăng lâu, tóc đen bay lên, từng bước từng bước dẫm đạp lên tàn tích của thần điện và thần miếu, chậm rãi bước đi. Lúc này, trong đầu Lý Triệt chỉ còn một suy nghĩ: Ha ha, chúng ta thật mạnh. Vù 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 quỷ khuyết nổi gió, sương mù quỷ dị dày đặc. Từ sâu trong quỷ khuyết cuồn cuộn tràn ra, như thể sau khi thần điện bằng vàng bị đánh vỡ, đã xé toạc một giới hạn nào đó. Có lẽ, chính giới hạn này mới khiến thần điện bằng vàng tạo ra cái gọi là thần khuyết. Thực tế, làm gì có thần khuyết nào, vẫn chỉ là quỷ khuyết mà thôi. Lý Triệt đứng trong trung tâm đống đổ nát. Dưới mặt nạ, đôi mắt phức tạp và chấn động liếc nhìn, cẩu vô địch trong lòng như thể đã hoàn toàn thu liễm khí tức, không dám để lộ một chút nào co rúng lại thành một cục. Quả nhiên vẫn là hắn chưa đủ mạnh. Chỉ cần hắn, lý triệt, đủ mạnh, nữ nhi của hắn sẽ không cần cầu xin, nóng bỏng, thiêu đốt, hủy diệt dư chấn khủng bố như vẫn còn vương lại trong quỷ khuyết. Ngay cả làng sương mù cuồn cuộn từ sâu trong quỷ khuyết cũng không thể đến gần dù chỉ một chút, như bị sóng nhiệt lan tỏa hoàn toàn ngăn cách. Lý Triệt đứng sừng sững trong thần điện đã trở thành phế tích, tượng thần thiên vương hoàng kim đã tan chảy thành dòng nước, còn bản thể của miếu thần, vốn là thất bảo xá lợi như ý thiên vương tháp nay đã hoàn toàn bị hủy vỡ nát không chịu nổi đó là kết quả của một cú vỗ từ đại hắc cẩu thiên vương tháp điều động thiên vương hoàng kim có thể đạt tới thực lực tuyệt đỉnh võ thánh còn các thần tướng cấp bậc võ thánh khác cũng bị thao túng thành chú thi vệ miếu lý triệt vốn định tự mình cùng với nhiều câu thần khác ngăn cản chú thi vệ miếu và chú thi vương sau đó phối hợp với đại hắc cẩu để đánh bại thiên vương tháp nhanh nhất có thể tuy nhiên đại hắc cẩu thực sự quá nhanh đó là một sự áp đảo về mặt thực lực, như cơn bão quét qua, Lý Triệt nhìn về phía đại hắc cẩu vừa vung một chưởng rồi thu lại khí tức, trong đáy mắt không khỏi lóe lên vẻ nghi hoặc. Đại hắc cẩu trở nên vô cùng khiêm tốn, như một con chó con bình thường nhất, hoàn toàn không có khí phách như thể ma khuyển khủng bố đang ngự trị trên các vì sao vừa thức tỉnh. Thậm chí, nó còn như đang cố ý che giấu khí tức. Lý Triệt cũng không ngốc, hắn đã nhận ra sự bất thường của đại hắc cẩu ngay từ đầu. Cẩu tể, ngươi ra tay, có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của một số tồn tại nào đó, Lý Triệt trầm giọng hỏi. Đôi mắt đen lấy như quả táo tàu của cậu tể nhìn về phía Lý Triệt. Khi nhờ nó ra tay thì gọi là cậu gia, giờ ra tay xong lại gọi là cậu tể. Thật là quá đáng. Hi hi làm sao có một phụ thân như ngươi được chứ? Cẩu tể rất tức giận, nhưng đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Lý Triệt, nó chỉ không tình nguyện gật đầu. Điều này khiến trong lòng Lý Triệt có chút tiếc nuối. Cẩu tể rất mạnh điều này không cần bàn cãi rất có thể thứ đang hiện diện ở đây không phải bản thể mà con ma khuyển khổng lồ đáng sợ đang ngự trị trên một vì sao trong giấc mơ của cậu tể mới là bản thể thực sự còn lão bản có lẽ còn mạnh hơn ít nhất cho đến nay lý triệt vẫn chưa thể đoán được thực lực của lão bản vì người ra tay đều là cậu tể nhưng với tư cách là chủ nhân của cậu tể lý triệt có một linh cảm rằng lão bản chắc chắn rất mạnh tuy nhiên rõ ràng là lão bản cũng giống như cậu tể, vì một lý do nào đó hoặc kiên về điều gì đó mà không thể ra tay. Cậu tể có thể ra tay, rõ ràng là vì nó yếu hơn lão bản một chút. Ánh mắt không thiện cảm của cậu tể nhìn chằm chằm Lý Triệt, như thể nó cảm nhận được Lý Triệt đang nghĩ nó là cậu tể. Lý Triệt xoa đầu cậu tể trong lòng, ánh mắt trở nên mềm mại hơn nhiều. Cảm ơn nhé. Lý Triệt cảm thấy, cậu tể và lão bản không thể ra tay quá nhiều, có lẽ, có liên quan đến hi hi. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của hắn, nhưng chỉ cần phỏng đoán cũng đủ rồi. Cậu tể đắc ý cười, rút vào lòng Lý Triệt, giơ móng lên và hừ một tiếng kiêu ngạo. Lý Triệt cười, nhét đầu cậu tể vào trong áo choàng. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía thần điện hoàng kim vỡ nát. Năm ngón tay xuề ra. Chiêu thần. Ánh mắt Lý Triệt đột nhiên trở nên sâu thẳm, như có những đường nét đen trắng đang xen liên tục hiện lên, phản phất như có một trái tim đang đập giữa trời đất. Vô cấu tâm, chiêu thần, ầm. Những mảnh vỡ của thiên vương tháp bắt đầu không ngừng nhảy lên, như nước sôi, từng mảnh liên tục lăn lộn nhảy múa. Không gian xung quanh như đang vạn vẹo. Thần tính vô cùng lớn lao của miếu thần như sương mù bốc lên, từ mặt đất bay lên, vạn vẹo không khí, sau đó, nó hình thành một tòa bảo tháp, sừng sững hiện lên, trở nên vô cùng lớn lao và hùng vĩ, ngay sau đó, trong cảnh nội bùng hoàng giữa tráng lý triệt như bột phát ra một lực hút khủng khiếp như xoáy nước mạnh mẽ vạn xoắn bảo tháp miếu thần này thành hình xoáy nước kéo vào trong cảnh nội bùng hoàng tuy nhiên miếu thần này mạnh hơn rất nhiều so với miếu thần thiên vương tháp ở kim quan phủ trong cảnh nội bùng hoàng thiên địa kỳ bàn bày bố lơ lửng những đường nét đang xen dọc ngang những quân cờ thần tính vô cấu tâm đang xen chích chồng như hóa thành từng sợi xích quấn chặt trấn áp và phong ấn chặt chẽ miếu thần chiêu thần này trên kỳ bàn trấn áp phong ấn tất nhiên đây không phải lần đầu tiên lý triệt trấn áp phong ấn một miếu thần trước đây để ngưng tụ thất tình thần tướng lý triệt cũng đã từng thi triển chiêu thần chiêu thần kéo miếu thần từ trong quỷ khuyết ra trấn áp từ từ trong kỳ bàn thiên địa sau đó kéo vào thần cơ hoàn thành luyện hóa hiện tại chỉ là thay đổi quy trình một chút chiêu thần phong ấn trong kỳ bàn thiên địa để pháp thiên tượng địa linh minh chân viên và các kim đan thần tướng khác luyện hóa và nuốt chửng sức mạnh của miếu thần này ầm 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 bảo tháp cấp bậc ngũ lão này ngự trị trong kỳ bàn thiên địa. Ngay lập tức, như khiến các đường nét của kỳ bàn thiên địa hoàn toàn sụp đổ, phản phất như không hòa hợp với kỳ bàn thiên địa, sụp xuống khiến các đường nét bao quanh bảo tháp. Chư thần triệu hồi một miếu thần, kỳ bàn thiên địa trấn áp phong ấn miếu thần, quân cờ thần tính vô cấu tâm luyện hóa miếu thần lý triệt có thể cảm nhận được, dưới những hành động này của hắn, độ thành thục của đạo quả, kỳ thánh và đạo quả vô cấu tâm đang dần dần tăng lên theo quá trình luyện hóa miếu thần từng tia từng sợi thần tính của miếu thần như bị những xúc tu vô hình hút lấy liên tục tràn vào trong cảnh nội bùng hoàng của lý triệt được từng viên kim đan thần nguyên nuốt chửng thậm chí không chỉ có kim đan pháp thiên tượng địa linh minh chân viên mà cả kim đan lữ huyền kiếm tiên và kim đan thất tình lục dục cũng đang hấp thụ những thần tính của miếu thần này tuy nhiên ưu tiên vẫn là kim đan pháp thiên tượng địa linh minh chân viên không chỉ vì chân viên kim đan đã đạt đến thoát thai tức mà còn vì chân viên kim đan là thần tướng được khắc họa dựa trên nền tảng của thần cơ vô cấu tâm. Có thể nói, đó là cơ sở cho tu hành thần tính của Lý Triệt. Kim đan lữ huyền kiếm tiên và kim đan thất tình lục dục chỉ là điểm suyết mà thôi. Kim đan chính vẫn là pháp thiên tượng địa kim đan, ầm 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 trong cảnh nội bùng hoàng, như bùng lên một cơn bão thần tính, Lý Triệt chỉ cảm thấy linh hồn mình đang rung động, trong mỗi nhịp thở đều có thêm một âm điệu và nhịp điệu độc đáo mơ hồ như có thể cảm nhận được nhịp thở của trời đất. Âm. Uhm. Đột nhiên, Lý Triệt mạnh mẽ cắt đứt cảm giác này, một quân cờ phi lôi lập tức xuất hiện trong tay hắn. Giữa trời đất, sương mù cuồn cuộn dâng lên, phá tan sự ngăn cách của khí tức vô hình mà Cẩu Gia tạo ra sau khi ra tay, như dòng sông vỡ đê, ập xuống dữ dội, tất cả đều vỡ nát, tất cả đều nổ tung, Lý Triệt hít sâu một hơi. Đến rồi, mỗi lần thi triển thần thông chiêu thần, triệu hồi miếu thần đều gây ra chấn động quỷ khuyết, phản phất như có một tồn tại khủng bố ở sâu trong quỷ khuyết bị hành động của Lý Triệt chọc giận, cảm giác nghẹt thở như cơn sóng dữ ập đến từ bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc, Lý Triệt thậm chí có cảm giác như linh hồn mình bị đóng băng, bị kiểm soát. Nỗi sợ hãi tột cùng, quỷ khuyết sâu thẳm chứa đựng nỗi kinh hoàng tột bậc, cảm giác lần này khác hẳn so với những lần trước khi triệu hồi các miếu thần khác, mạnh mẽ và đáng sợ hơn nhiều, Lý Triệt ngẩng đầu lên, liền thấy bầu trời quỷ khuyết như bị xé toạc, một sức mạnh đóng băng không gian và thời gian từ bên ngoài khe nứt tràn xuống, như thể một ngôi mộ bị vỡ, luồng khí mạnh mẽ bên ngoài đột ngột tràn vào, sau đó, Lý Triệt nhìn thấy một bàn tay lớn màu xanh, hoàn toàn bầm tím, trên đó đầy những hoa văn cực kỳ phức tạp. So với lần trước chỉ thấy một ngón tay lớn vô cùng che trời lấp nhật, thì lần này dường như càng đáng sợ hơn, như thể lần trước chỉ là một ngón tay, còn lần này là cả bàn tay trong cơn thịnh nộ, không gian như nổ tung từng tấc, gió lốc vô biên gào thét sóng khí cực hạn cuồng bạo, lý triệt chỉ cảm thấy hơi thở như ngưng lại. cậu tể trong lòng lý triệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn to mắt. đã xảy ra chuyện gì? tại sao tồn tại này lại đột nhiên xuất hiện? Cậu tể không biết lý triệt đã làm gì. nó chỉ biết lý triệt xòe năm ngón tay về phía những mảnh vỡ của miếu thần, nhưng thì sao chứ? lý triệt còn có thể làm gì miếu thần nữa sao? Cậu gia thực sự không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của câu thần, nó chỉ nghĩ rằng bàn tay màu xanh đáng sợ này là nhằm vào cậu gia. Ông tuy nhiên, cậu gia chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong nháy mắt, áp lực đáng sợ mà bàn tay màu xanh mang lại đã hoàn toàn biến mất. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Tiếng nổ và vỡ vụn trong miếu quái dị, áp lực đáng sợ và cảm giác đóng băng thời gian đều biến mất. Chỉ còn lại tiếng thở hỗn hển, hộp 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 lý triệt ngồi phịch xuống mặt đất phủ đầy tuyết dày, thở hỗn hển từng ngụm lớn. Cậu gia thò đầu ra khỏi lòng lý triệt, nhìn về phía nhà hàng phát ra ánh đèn màu cam ở bên cạnh, nhà hàng lặng lẽ tọa lạc ở đây, như thể ngồi giữa dòng chảy của thời gian. Mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho biển cả hóa nương dâu, cũng không thể ảnh hưởng dù chỉ một chút. Trong lòng ngực lý triệt, đạo quả, vô cấu tâm, đập mạnh, bộc phát sức mạnh của đạo quả, giúp lý triệt quét sạch nỗi kinh hoàng vừa trải qua. Sự đáng sợ của bàn tay màu xanh che trời lấp nhật mang lại quá mức khủng bố, lý triệt gần như cảm thấy mình sắp nghẹt thở, như thể linh hồn bị bao phủ bởi một bóng đen. Lý triệt biết, đó là một dạng xâm nhiễm ở tầng linh hồn đi kèm với bàn tay màu xanh đối phương như một vị thần tối cao nắm giữ nỗi sợ hãi may mắn thay đạo quả vô cấu tâm của lý triệt vô cấu vô hà đã rửa sạch được sự xâm nhiễm này lý triệt ngồi trong tuyết bình tĩnh một lúc hành động lần này phải nói là hơi mạo hiểm tuy nhiên lý triệt cũng đã chuẩn bị kỹ càng hắn biết việc triệu hồi miếu thần cấp bậc ngũ lão chắc chắn sẽ khác với trước đây nhưng không ngờ lại khác biệt đến vậy không còn là một ngón tay màu xanh khổng lồ từ quỷ khuyết giáng xuống để nghiền nát hắn như một con kiến mà là cả một bàn tay khổng lồ muốn đập chết hắn may mắn thay lý triệt đã phát hiện ra điều bất thường và sử dụng phi lôi để đến bên nhà hàng lý triệt vội vàng nắm chặt quân cờ phi lôi để quay trở lại tiểu viện xưởng độc lập có lẽ chưa chắc đã ngăn được sự xâm nhiễm của bàn tay màu xanh vì vậy lý triệt đã chọn sử dụng phi lôi để đến nhà hàng lão bản ngồi dưới mái hiên không hút thuốc lá cuộn mà bên cạnh có một bếp than đang pha trà uống trà thưởng trà thấy lý triệt và cẩu gia đột nhiên xuất hiện ông cũng không có chút ngạc nhiên hay bận tâm nào phản phất như trên thế gian này điều có thể khiến ông bận tâm cũng chỉ còn lại việc hôm nay hi hi ăn món gì mà thôi đừng có đi chọc vào những thứ không sạch sẽ lão bản uống một ngụm trà mỉm cười nói lý triệt đứng dậy phủi tuyết trên người mỉm cười đến bên lão bản xin một chén trà nóng. Lão bản cũng không keo kiệt, rót cho Lý Triệt một chén trà. Chỉ là trà đơn giản, vài lá trà mở ra trôi nổi dưới đáy chén, nước trà xanh biếc khẽ gợn sóng. Ngửi thấy hương trà, Lý Triệt uống một ngụm, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng theo cổ họng trôi xuống, toàn thân như được cột rửa tạp chất, ngay cả sự mệt mỏi trong linh hồn cũng biến mất. Trà ngon, mắt Lý Triệt sáng lên, lần đầu tiên khen ngợi một chén trà. Hắn không hiểu nhiều về trà, chỉ coi đó là một cách để giải khát mà thôi. Nhưng lần này, Lý Triệt thực sự cảm nhận được ý nghĩa của một chén trà ngon. Tuy nhiên, Lý Triệt không uống tiếp nữa, một chén trà vào bụng, xua tan giá lạnh, xua tan bóng tối trong linh hồn, tâm trạng Lý Triệt rất tốt. Đại hát cẩu bò ra khỏi vạt áo của Lý Triệt, nằm trên mặt đất ngủ say. Không biết là ngủ bù hay là bổ sung năng lượng sau lần ra tay này. Lý Triệt nhìn về phía lão bản, hỏi ra nghi hoặc trong lòng có việc gì thì tốt nhất là tự mình giải quyết, ta và cậu gia không thể ra tay nhiều, ra tay nhiều lần, cuối cùng sẽ bị phát hiện ra manh mối, đến lúc đó có thể sẽ không còn cách nào nấu ăn cho hi hi nữa. Lão bạn áo trắng như tuyết, gương mặt lạnh lùng không có chút dao động cảm xúc nào, chơi đùa với chén trà, thản nhiên nói. Thân thể lý triệt khẽ chấn động, trong lòng trầm xuống. Tốt nhất ngươi vẫn nên tự mình nỗ lực trở nên mạnh mẽ, tự dựa vào bản thân, mới là hiệu quả nhất. Ngươi muốn bảo vệ Hi Hi cũng cần bản thân mạnh mẽ. Muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng cỏi. Bất kỳ việc gì, bất kỳ ai, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là chỗ dựa lớn nhất. Lão bản thản nhiên nói. Nghe vậy, Lý Triệt lập tức hiểu ra. Hắn chắp tay cúi đầu cảm tạ lão bản. Sau đó, Lý Triệt rời khỏi nhà hàng, quay người bước vào con hẻm tối đen như mực ở Thính Lôi Hạng. Lão bản uống một ngụm trà. Nhìn bóng dáng lý triệt biến mất trong con hẻm đen. Trong mắt dần hiện lên vẻ ngưng trọng và một tiếng thì thầm. Hi hi làm sao mất ngươi được, ầm um, ầm um, ầm, um, Thái Bạch Phong. Tuyết động trên đại bình đài rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, vô số tuyết động nổ tung, không chỉ Thái Bạch Phong, hầu như tất cả các ngọn núi trong thần tông đều cảm nhận được một luồng sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ quét qua, khiến tất cả tuyết phủ trên cây cối, nhà cửa đều nổ tung thành bột phấn, rải rác trên mặt đất. Vèo 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 tiếng xé gió vang vọng từng bóng người từ các ngọn núi khác nhau bay vọt lên trời lơ lửng giữa băng thiên tuyết địa lữ thái bạch trong thái bạch điện đang chỉ dạy hi hi tu luyện cũng là trong lòng chấn động đồng tử co rút lại cả người hóa thành kiếm quan đã xuất hiện trên không trung tay chấp sau lưng tóc bạc bay múa phương hàng thư triệu phương chu đinh tử ba vị trưởng lão nội môn cấp bậc võ thánh thần thai bay đến bên cạnh ông tông chủ triệu phương chu vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có với tư cách là nhị trưởng lão nhiệm vụ chính của ông là giám sát ngôi miếu quái dị trong sơn môn của thần tông luôn chú ý đến tình hình của ngôi miếu quái dị lần này ngay khi thiên vương tháp hoàng kim xuất hiện dị trạng ông đã cảm nhận được tuy nhiên lực xung kích của dị trạng này thực sự quá lớn chưa kịp để triệu phương chu đi bẩm báo lữ thái bạch và những người khác đã xuất hiện mọi người nhìn về phía một tòa bảo tháp màu vàng kim mọc lên từ đại bình đài trên một ngọn núi, bắt đầu xuất hiện đầy vết nứt, sau đó ầm ầm nổ tung, vỡ tan tành, phản phất như vô số Phật quan rực rỡ bắn lên trời. Tựa như nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của bảy pho tượng Phật, đó là âm thanh xá lợi vỡ nát. Ầm ầm ầm, như tiếng sấm sau mây, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi nơi Thiên Vương Tháp Hoàng Kim tọa lạc, thấy nó lắc lư dữ dội, phản phất như có vô số băng tuyết trượt xuống nổ tung, thần khuyết vốn bị che giấu hiện ra, liên tục phóng to cuối cùng, trong mắt mọi người, không còn là thần khuyết, mà là quỷ khuyết, quỷ khuyết dị tượng hiện ra. Cuối cùng như dần dần hòa vào một không gian khác. Cuối cùng quỷ khuyết hoàn toàn biến mất. Cùng biến mất, còn có thiên vương tháp hoàng kim đã bị càng nguyên thần tông trấn áp hơn ngàn năm, biến mất rồi phương hàng thư vút chòm râu đẹp, trầm giọng nói. Tình huống này, rất giống với tình huống khi các ngôi miếu quái dị ở tô gia đột nhiên biến mất, chuyện này, không đơn giản nhị trưởng lão triệu phương chu khí huyết ầm ầm trận to mắt không khỏi lên tiếng người tô gia nói sự biến mất của những ngôi miếu quái dị này có liên quan đến địa phủ thần bí nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy ngôi miếu quái dị thiên vương tháp này là do bạo động mà bị đạo vận của tổ sư gia trấn áp chẳng lẽ sự biến mất của miếu quái dị là do tổ sư gia làm triệu phương chu không khỏi liếu lưỡi không hổ là tổ sư gia thật lợi hại biết rằng thiên vương tháp này có liên quan đến phật môn không biết có phải là bố cục và tính toán của Phật môn hay không, nên đã hủy diệt và gửi đi ngôi miếu quái dị này. Dù sao, gần đây, người tiếp xúc với miếu thần thiên vương tháp Hoàng Kim, dường như chỉ có sức mạnh của tổ sư gia trong tấm biển đạo vận càng khôn, Triệu Phương Chu trực tiếp đổ một cái nồi lớn lên đầu tổ sư gia. Tất nhiên, Triệu Phương Chu không phải chỉ đơn giản là muốn tổ sư gia gánh tội, mà thực sự ông nghĩ như vậy. Lữ Thái Bạch và Phương Hàng Thư nhìn nhau, cả hai đều có ý kiến khác nhau nhưng cũng không thể nói ra điều gì chuyện lớn rồi lữ thái bạch và phương hàn thư đồng thời nhắm mắt lại cảm nhận thấy thần tính của càng nguyên thần tông suy giảm đi một phần lớn trong mắt hai người không khỏi hiện lên vẻ ngưng trọng tổng lượng thần tính trong sơn môn của càng nguyên thần tông đang giảm dần như một hồ nước dâng cao bị dỡ bỏ hòn đá nước trong hồ bắt đầu hạ xuống nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha